bò ấy, các bác thả tim thả like cho em với. 9 bác đang xem live trên phở bò ơi, các bác thả tim thả like cho em với. Thả tim thả like cho em, tăng cái lượt tương tác lên cho em với. Em Thủy tiếp tục chuyên mục thanh lý cây bưởi. Các bác đợi em nát để em nát rồi em mới phát được sang cây khác. Bây giờ em đang phát lại trên TikTok rồi. Trên TikTok đang phát thì mất tín hiệu. Trên TikTok đang phát thì bị mất tín hiệu, không hiểu tại sao luôn. Cây này nhà em Thủy thanh lý chậu vuông 1m2 × 1m2 nhá quý vị nhá. Một chậu vuông, bể vuông 1m2 × 1m2, trên cây có 45 quả. Trên cây có 45 quả, em Thủy bán giá là 5 triệu đồng ạ. 5 triệu đồng 45 quả. 45 quả trở lên, cái chậu nó rất là đắt đấy các bạn nhá. Cái chậu vuông là rất là đắt này, chậu vuông là bể vuông 1m2 × 1m2. Bác nào mà hay mua chậu cảnh về để trồng cây cảnh ấy thì các bác sẽ biết là cái giá của cái chậu nó rất là đắt nha mọi người nhá. Giá chậu rất là cao. Mà giá cái cây này em bán Thủy có 5 triệu thôi, quá là rẻ luôn. Bác nào mua hàng thì inbox vào số điện thoại em Thủy để đầu kênh ạ. Chỉ biếu thằng làm chậu, đúng là chỉ biếu thằng ông làm chậu thôi. Cái cây này nếu mà các bác mở trong ngành hoa cây cảnh các bác biết, một cái quả này khi mà ghép lên cây, tiền quả bọn em phải mua ấy, để quả bọn em phải mua quả, cắt quả về để ghép. Để lên một cái cây, một cái quả này chi phí hết khoảng ít nhất là 25-30k một quả. Mà ví dụ như cây này là 45 quả, có phải mình ghép 45 quả đạt hết 45 quả không? Nếu mà cây này 45 quả thì ghép ít nhất trên cây nó phải là ghép 60 quả. Ghép 60 quả thì nó sẽ đạt được 45 quả. Thì 60 mà nhân 13 là 18, 1 triệu 8 tiền quả. Triệu 8 tiền quả cộng với cả 2 triệu tiền chậu là 2 triệu 8. 2 triệu 8 bằng tiền phôi, đó 4 triệu 8 cộng với cả 1 triệu 8 cộng với 2 triệu là 3 triệu 8, em học dốt quá. Triệu 8 cộng với 2 triệu là 3 triệu 8 cộng với tiền phôi cây nữa. Tiền phôi cây rồi tiền công chăm sóc cả một năm trời nhá. Mới bán được cây này với giá 5 triệu. Quá là gọi là thu hồi đấy. Gọi là thu hồi vốn thôi. Không có lãi, không có lợi nhuận, biên độ lợi nhuận là không có nhá. Cái cây này nếu mà thanh lý là 5 triệu thì biên độ lợi nhuận của bọn em là không có. Bác nào đang cần hàng, đang cần mua cây về để trưng Tết nhá. Bác nào đang cần mua cây về để mình chơi Tết, mình trưng Tết, mình mua cây này mình inbox cho em nhá. Cây này cực kỳ 40 trên 45 quả, cực kỳ đẹp và rẻ ạ. Các bác xem live thả tim thả like, chia sẻ live stream giúp em. Ngoài bưởi ra nhà em có hoa hồng mẫu đơn và các dòng hoa cây cảnh ấy. Cuối năm này thì em tập trung vào bán bưởi, bán hàng Tết. Nhưng mà qua năm thì nhà em sẽ bán hoa hồng và các dòng hoa cây cảnh mà chơi quanh năm. Vâng. Tiếp tục nhá. Tiếp tục cây này nhá. Bác nào mua hàng các bác cứ nhắn tin vào số điện thoại của em. Bác nào mua hàng các bác cứ nhắn tin vào số điện thoại của em là 0969162214. Các bác đừng gọi điện nhá, bởi vì gọi điện nó sẽ làm gián đoạn live của em. Em sẽ quay tất cả các cây mà nhà em phân khúc, nhà em sẽ sale rẻ cho các bác. Cây này tiếp tục cây này nhá. Tiếp tục sang cây này. 5 triệu đồng. Tiếp tục sang cây này nhá. Tiếp tục cây này là giá là 5 triệu đồng, giá lên xe tại vườn. Chậu này là chậu vuông 1m2 nhá mọi người nhá. Chậu vuông 1m2, riêng cái chậu đó em đã bảo rồi, cái cây này trên cây này trên 50 quả nhá. Cây này trên 50 quả này, chậu vuông của nó là chậu vuông 1m2 × 1m2. Đấy em đã bảo rồi, tiền cái chậu của cây này đã là tiền chậu không ấy, đã là 2 triệu rồi. Tiền quả nó cũng khoảng 2 triệu nữa là 4 triệu rồi, còn tiền phôi cây nữa. Tiền phôi cây nữa, nếu mà các bác mua một cái cây này không mà không có quả, mua ở những cái cửa hàng bán cây công cảnh, cây công trình để về mình là trồng cảnh quan sân vườn thì cây này các bác mua cũng phải 4 triệu. Cây không rồi, không có chậu đâu. Đấy, cũng phải tầm 3 4 triệu rồi. Đây bọn em thanh lý giá cực kỳ rẻ luôn, về các bác chơi hết Tết. Các bác chơi hết Tết các bác có thể nhấc ra khỏi chậu và hạ thổ xuống dưới đất nhá. Các bác chơi hết Tết các bác nhấc ra khỏi chậu, các bác hạ thổ xuống dưới đất. Chơi hết Tết các bạn nhấc ra khỏi chậu, các bạn hạ thổ xuống dưới đất hộ em nhá. Hạ thổ cái là xong là các bác trồng thành cây ăn quả nhá. Chơi được quanh năm luôn. Trồng thành cây ăn quả chơi được quanh năm luôn. Anh ơi em đang phát live, chờ em một lát anh ơi, đừng gọi điện. Em chơi em quần tẹo, em chuyển cho chủ của anh cứ tắt máy đi, nát em chuyển cho chủ của anh không phải giúp đâu, em làm việc với bạn đến bao năm rồi mà. Em đang phát live stream, anh cứ gọi điện em gián đoạn live của em. Em chuyển cho bạn chủ mà em gọi bạn ấy đầu tiên nhá. Thằng Hải, Lê Minh Hải ấy. Vâng. Thế thì bạn cứ tắt máy đi, nát mình đang phát live, mình đang bảo nát mình đang phát live, mình có chạy mất đâu mà bạn cứ gọi điện cho mình từ sáng đến giờ vậy. Mình đang phát live stream, mình đang, bây giờ bạn gọi được gián đoạn live của mình rồi đấy.
khổ lắm cơ. Nhà tôi bình minh đi ghép cây, cây thấy kêu 80k một quả nhưng nó đi chọn cả vườn lấy hai quả ghép à. Niên nghĩa nhá bạn nhá. Nếu mà đi ghép cây cho khách tại mang quả đến nhà khách có cây rồi thì người ta sẽ lấy 80.000 trên một quả. Còn nếu mà bọn mình mà ghép tại vườn này, một quả cả tiền công ghép thì chỉ vào khoảng 30.000 thôi. Bọn mình ghép tại vườn tiền quả cả tiền công ghép. Tiền quả cả tiền công ghép của bọn mình tại vườn chỉ có 30.000 thôi. Còn nếu mà nhà các bạn có cây rồi mà các bạn gọi thợ về nhà để ghép thì người ta sẽ tính các bạn khoảng 80.000 một quả. Khoảng 80.000 một quả thì tiền đi lại nó sẽ bị đội chi phí lên. Bây giờ người ta thường là người ta sẽ không thích là ghép hộ mọi người. Bác nào mà có nhu cầu chơi nhá, các bạn mà chơi cây xong các bạn có nhu cầu ghép mình có thể nhờ thợ đến nhà ghép cho các bạn được. Cái cây này ví dụ như cây này các bạn chơi là 5 triệu xong chơi hết Tết thì các bạn hạ thổ xuống đất. Các bạn trồng nó thành cây ăn quả nhá, trồng nó thành cây ăn quả dưỡng một năm là nó sẽ ra quả như cây ăn quả bình thường. Và bản chất của cái dòng cam bưởi đấy các bạn biết là nó rất là dễ trồng, rất dễ chăm sóc, các bạn chẳng cần phân thuốc nhiều đâu. Cứ thỉnh thoảng ném cho lắm đạm thôi. Các bạn hạ thổ từ đất là trồng ok luôn nhá. Cái này em Thủy bán giá là 5 triệu nhá. Vừa có anh lái xe, ông có giúp ông lấy tiền cước xe. Vừa ông chở cây cho em, thế ông cứ giúp thì bây giờ em đang phát like nên là không chưa chuyển khoản được cho ông ấy không? Ông cứ giúp. Cái này là 5 triệu nhá. Ai ưng cái này thì chốt đơn chụp ảnh màn hình gửi vào số điện thoại em để đầu kênh nhá. Ưng cái này thì chốt đơn chụp ảnh màn hình gửi vào số điện thoại em để đầu kênh. 3 triệu không được anh Sản ơi, anh Sản ơi cái chậu này của em là chậu 1m2 rồi. Chậu 1m2 nếu mà các anh đi mua chậu ngoài, cái chậu này các anh mua dưới giá nó không dưới 2 triệu cái chậu này em đảm bảo luôn. Cây cao quả chậu là 3m nha anh nhá. Cây cao quả chậu là 3m, cái này hơn 50 quả. 5 3 10. Cây này hơn 50 quả nhá. Cây này hơn 50 quả. 5 3 15. Cái này hơn 50 quả nha mọi người nhá. Bắt đầu ưng cái này thì chốt đơn chuẩn màn hình gửi vào số điện thoại em để đầu kênh giúp em. Hơn 50 quả nhá. Năm triệu nhá. Em xin phép xuống nam tí nhá.